người con của cô Phi Nhung, đó chính là nữ ca sĩ Phạm Tuyết Nhung. Một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Cô ơi, được nhiều ạ. Dạ, lần đó đầu tiên cho phép con xin giới thiệu tất cả quý vị đang có mặt tại Tường Nguyên thì Quỳnh ngày hôm nay ạ. Xong ra bởi gì? Tại vì trước khi ngày hôm nay xuống đây cũng có nhiều khán giả cũng hỏi là ngày hôm nay sang với Nhung có song ca với nhau không? Và tụi con mỗi lần, thật sự là mỗi lần hát cho chùa hay là hát cho sư phụ Minh Phú là tụi con áp lực lắm. Tại vì hai đứa con hát toàn nhạc yêu đương thôi. Nên là vào trong chùa không biết hát như thế nào. Vào đây mà yêu quá thì cũng kỳ. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay tụi con mạng phép nha. Cho tụi con yêu nhẹ nhẹ tí xíu. Để mời với một sáng tác của cô nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc được mang tên Biển Tình và đi cùng. Có đủ không bà con? Thì là Phương Hà sẽ trình bày với một câu dụng cổ trích trong vở tuồng Tấm Cám của Cố Xuân Giả. Bạch Mai xin mời cùng thưởng thức.